Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog, tờ báo Công lý Online, một tờ báo của cơ quan của Tòa án Nhân dân tối cao vừa mới đăng kết luận xác minh vụ Tỉnh Thất Bồng Lai có nhiều sự thật được tiết lộ. Cơ quan chức năng Công an tỉnh Long An mới đây đã có kết luận ban đầu về vụ việc có liên quan đến Tỉnh Thất Bồng Lai, gây chú ý trong dư luận trong thời gian qua. Theo kết quả xác minh, năm 2014, bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, mua lại một căn nhà đất gần 2.000m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó có sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Và ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, đã chuyển về đây sinh sống cùng với bà Cúc từ năm 2015. Và qua xác minh, trước đây thì ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tự phong là giám đốc tại trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không được đảm bảo, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ theo quy định, nên ngày 25 tháng 7 năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Đến năm 2015 thì ông Lê Tùng Vân đã bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại nhà của bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện. Qua quá trình xác minh thực tế cho thấy, đa số trẻ em sống trong hộ của bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em mồ côi, trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ cùng trú ngụ. Thế nhưng, những người đứng đầu ở đây đã lợi dụng, tung tin đây là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi để lợi dụng cái sự kêu gọi, hỗ trợ, ủng hộ của các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân. Đầu năm 2017, Tỉnh Thất Bồng Lai được nhiều người biết đến sau khi có hai thanh niên tự nhận là tu sĩ, đó chính là Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990 và Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, thi hát bolero ở chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Và năm 2018-2019, có 5 cháu bé tự xưng là chú tiểu, trong hình thức là các chú tiểu của chùa, đoạt giải quán quân cuộc thi là Thách Thức Danh Hài. Rồi tiếp theo đó là vụ có hàng chục người kéo tới đây để tìm con, gây ra cảnh xô xát. Các ngành chức năng Công an tỉnh Long An đã thống nhất giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa tiếp tục xác minh, làm rõ một số vấn đề, báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An để được xử lý. Trước đó thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có công văn gửi Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng tỉnh Long An về những sự việc sai trái của nhóm người tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và kiến nghị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhằm ổn định trật tự an ninh xã hội và bảo vệ uy tín của giới Phật giáo nói chung và Phật giáo tỉnh Long An nói riêng. Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định Tư Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo, do đó không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất là lợi dụng hình thức tu sĩ của Phật giáo để lừa gạt lòng tin của các tín đồ Phật giáo để nhằm trục lợi. Sau khi bị phát hiện nhiều việc làm mờ ám thì ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Vân đã biến đổi tên Tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Và qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng cũng đã nhận được nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân. Thông tin bất ngờ hơn là kết luận xác minh cho biết số trẻ em, thanh niên đang sống tại Tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đa số là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân, chứ không phải là trẻ em mồ côi như là những thông tin đã được ông Vân đưa ra. Đáng nói hơn, cơ quan chức năng cũng phát hiện ông Vân có dấu hiệu phạm tội loạn luân. Và trong thời gian tới, Công an tỉnh Long An sẽ công bố đầy đủ kết luận về việc xác minh vụ việc này. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog.
Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video.